Mỗi khi sợi băng cassette dịch chuyển, những chia sẻ thú vị về cuộc sống hay bí mật văn hóa, nghệ thuật, về các danh họa lỗi lạc, một tác phẩm hội họa hay điêu khắc kiến trúc sẽ được giải mã. Bên cạnh đó, cassette còn lưu trữ những cuộn băng dành riêng cho các khách mời đặc biệt mỗi tháng với câu chuyện của riêng họ. Hãy cùng ngồi xuống và thưởng thức cassette cho riêng mình. Trong suốt 15 năm, họa sĩ người Mỹ Andrew Wyeth đã thực hiện 247 bức tranh bí mật, bao gồm nhiều tác phẩm khỏa thân và toàn bộ đều xoay quanh một người phụ nữ có tên Hagar. Ông cất giấu kỹ những bức họa này, không để ai biết, ngay cả vợ, một người vốn tham gia rất sâu vào hoạt động sáng tác và bán tranh của ông. Hagar là ai? Cô tình nhân bí ẩn hay chỉ đơn thuần là nàng thơ yêu thích của danh họa nổi tiếng nhất thế kỷ 20? Hãy cùng Ca theo dấu bộ tranh Hagar trong tập podcast lần này với tựa đề The Secret Muse of Andrew Wyeth. Andrew Wyeth là một trong những họa sĩ tiêu biểu nhất của nghệ thuật hiện đại Mỹ vào thế kỷ 20. Ông thường khắc họa hình ảnh thiên nhiên và con người trốn quê nhà với bảng màu trầm có phần ảm đạm như nâu, đen và vàng cháy. Cảm giác bình lặng, đượm buồn toát lên từ những bức họa do ông sáng tác là đại diện cả một thời đại mà trong đó con người luôn phải đối diện với sự cô độc sâu thẳm thường trực. Thành công và danh tiếng của ông được xây dựng dựa trên hình tượng một người họa sĩ bình dị, yêu con người và thiên nhiên. Vì vậy, khi bộ tranh về Hagar được công khai, chúng đã tạo nên một cơn sốt rất lớn đối với công chúng và gây cho ông không ít rắc rối. Không ai biết được ông vẽ Hagar ở đâu, lúc nào, cho tới khi bà Betsy Wyeth, vợ ông, phát hiện số tranh và điều đó khiến cuộc hôn nhân của họ suýt tan vỡ. Đối với nàng thơ bí mật Hagar Testoff, việc trở thành người mẫu cho họa sĩ Andrew Wyeth là một trải nghiệm giúp bà cảm nhận được vẻ đẹp của chính mình, ý thức về bản thân một cách rõ ràng hơn. Sau này, bà có chia sẻ trong bộ phim tài liệu Hagar về những xúc cảm của bà khi lần đầu tiên ngồi làm mẫu cho họa sĩ rằng: "Chỉ qua một lần ngồi làm mẫu, tôi đã cảm thấy như mình được tái sinh. Lần đầu tiên có một ai đó thực sự nhìn ngắm, quan sát tôi một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ, thực sự nhìn thấu tôi." Bản thân bà Hagar Testoff cũng mong muốn toàn bộ quá trình làm mẫu này được giữ kín. "Tôi thấy thoải mái hơn khi không ai biết đến mình. Tôi thích thú với việc làm mẫu, nhưng lại muốn bản thân chỉ như một nhân vật được tạo ra từ trí tưởng tượng của họa sĩ. Tôi ở đó, ngồi làm mẫu, nhưng vẫn hoàn toàn bí ẩn và không được biết đến." Trong khi đó, họa sĩ Wyeth khi ấy vốn đã nổi tiếng tại Mỹ, lại tìm được cảm giác bình an, thư thái khi có thể sáng tác trong sự tĩnh lặng và bí mật. Không phải chịu áp lực của sự quan sát, đánh giá hay thậm chí là sự săn đón để đặt hàng. Để có được sự bí mật tuyệt đối đó, họa sĩ Andrew Wyeth cần một người mẫu lặng lẽ và kín tiếng như nàng thơ Hagar. Có người nhận định rằng, thân thể và nét đẹp của Hagar là một yếu tố tự nhiên, không tách rời với tranh phong cảnh vùng Chatsworth của Wyeth và vì vậy mà ông vô cùng ưu ái nàng. Theo chuyên gia lịch sử hội họa John Wimerding, họa sĩ Wyeth đã dành một sự chú tâm rất lớn cho riêng một người mẫu trong suốt một khoảng thời gian kéo dài với rất nhiều tác phẩm. Đó là một điều rất đặc biệt, nếu không muốn nói là duy nhất trong lịch sử hội họa Mỹ. Nhà phê bình hội họa James Garner thậm chí còn gọi bà Hagar Testoff là nàng thơ cuối cùng nổi tiếng nhờ hội họa bởi sức hấp dẫn lớn mà chùm tranh Hagar tạo ra đối với giới mỹ thuật, truyền thông và công chúng, khiến người ta ngay lập tức muốn tìm hiểu về người mẫu. Tại thời điểm bộ tranh Hagar được công khai, cái tác phẩm đã xuất hiện trên trang bìa của những tờ tạp chí nổi tiếng tại Mỹ. Bà Hagar cảm thấy vui mừng vì vẻ đẹp của những bức tranh được đánh giá cao, nhưng lại thất vọng trước những đồn đoán dấy lên trong dư luận. Sự bí mật của quá trình thực hiện tác phẩm, cũng như việc các tác phẩm bị giấu kín suốt một thời gian dài, khiến dư luận hoài nghi rằng giữa họa sĩ và người mẫu đã có một cuộc tình. Tuy vậy, cả hai đều phủ nhận việc họ có một mối quan hệ ngoài luồng.
Lúc này, họa sĩ White vẫn còn đang sống. Ông chia sẻ rằng, điểm khác biệt giữa tôi và nhiều họa sĩ khác là tôi thấy mình cần phải có mối liên hệ thực sự với người mẫu trước khi tôi có thể thực sự khắc họa họ. Tôi cần phải cảm thấy mình bị họ mê hoặc, bị làm cho ám ảnh thì tôi mới có thể thực sự sáng tạo tranh về họ được. Đó chính là những gì đã xảy ra khi tôi bắt gặp Hega. Dù được khắc họa khỏa thân trong nhiều bức tranh của họa sĩ White, nhưng Hega luôn khẳng định rằng giữa bà và họa sĩ có một mối liên hệ tinh thần thuần khiết. Chia sẻ trong bộ phim tài liệu về mình, Hega nói rằng đối với Andrew White, nhìn ngắm một cơ thể trần trụi, không mảnh vải che thân, cũng giống như quan sát tán cây chơi trọi vào mùa đông, không còn chiếc lá động lại trên mình. Sau này, bà vẫn giữ mối quan hệ thân tình với White và đóng vai trò là người chăm sóc cho ông những năm tháng cuối đời. Đây vốn là công việc mà bà Testoff đã làm từ khi còn trẻ như một kế sinh nhai. Trước đây, bà học để trở thành y tá. Sau đó, bà lập gia đình, sinh 4 người con và chuyên nhận hỗ trợ chăm sóc người già. Vào năm 1986, tỷ phú trong ngành xuất bản ở Philadelphia là Leonard Andrews đã mua gần như trọn bộ sưu tập về Hega. Sau đó, tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia ở Washington, rồi triển lãm lưu động khắp nước Mỹ trước khi bán hết cho một công ty ở Nhật với mục đích thương mại, tạo ra hàng ngàn bản sao, bao gồm cả thiệp chúc mừng, thảm lót hay thậm chí là trên bất kỳ vật liệu nào có thể giữ được mực in. Đó là một sự chuyển nhượng bị lên án nặng nề, thậm chí bị cho là một hành động đần độn của danh họa khi tiếp tay làm mất đi giá trị những kiệt tác của mình. Chỉ có một số bức mà họa sĩ White đã tặng bạn bè trước đó không nằm trong loạt tranh được bán ra. Và đặc biệt, họa sĩ Andrew White đã dành tặng vợ mình bức tranh nổi tiếng nhất trong bộ tranh, tác phẩm Lovers, khắc họa bà Hega khỏa thân, ngồi trên chiếc ghế đẩu và nhìn vào trong căn phòng của mình. Dẫu vậy, trong lòng của danh họa Andrew White, các tác phẩm về Hega là lối thoát trong một tâm hồn tinh khiết, vật lộn đi tìm hạnh phúc của chính mình. Ở nơi ấy, ông có thể tự do sáng tạo, được làm chính mình mà không một ai có thể phán xét hay đánh giá. Cảm ơn bạn đã ngồi xuống và lắng nghe Kai chia sẻ câu chuyện thú vị đằng sau nàng thơ bí ẩn Hega. Qua đó, Kai cũng hy vọng mỗi người chúng ta có thể tự tin vào bản thân. Chỉ cần bạn thấy thanh thản, dù thế giới quanh ta có khắc nghiệt đến đâu, dẫu có thế nào, hãy luôn là chính mình.